Ở Hàn Quốc cứ xăm càng nhiều chứng tỏ bạn càng bố đời. Chàng trai này là một ví dụ điển hình, khắp người anh ta đâu đâu cũng là hình xăm. Anh từng là nỗi khiếp sợ của tất cả các băng đảng xã hội thâm ở Hàn Quốc vì độ liều lĩnh, máu chó của mình, nhưng chạy đâu cho hết nắng. Trong một lần uống rượu say, anh đã quá tay giết chết người và từ đó anh sống trong cảnh tù đày. Liệu đây có phải là dấu chấm hết dành cho anh và cuộc đời anh sẽ gặp phải các biến cố gì nữa? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Anh chàng đẹp trai này tên là Tae-sik, anh đã vào tù 10 năm và vừa được thả trở về nhà. Anh lấy một cuốn sổ ra, bên trong ghi chép lời nhắc nhở với bản thân: tuyệt đối không uống rượu, không đánh nhau, không khóc và sau khi ra tù sẽ làm việc muốn làm. Mỗi lần hoàn thành một việc, anh sẽ nhẹ nhõm gạch đi một cái trên tờ giấy. Trở về thị trấn nhỏ ở quê hương, anh cảm thấy xa lạ. 10 năm dường như đã xóa đi dấu vết tồn tại của anh. Sau đó, anh đến quán ăn hoa hướng dương gần đó để tìm mẹ nuôi của mình. Bà tên Juya là chủ của một quán ăn, hiện tại bà không ở trong quán ăn. Con gái của bà là Hiju tò mò nhìn Tae-sik. Tae-sik bị nhìn thì xấu hổ nên đã đi ra ngoài. Đến phòng tắm tắm cái đã, khi đến nơi, Tae-sik gạch bỏ ước nguyện tắm ở phòng tắm công cộng. Do ngồi tù 10 năm, Tae-sik rất tò mò về chìa khóa điện tử của tủ quần áo. Kết quả anh bị nhân viên dạy dỗ một trận. Thế nhưng sau khi Tae-sik nhận sai thì nhân viên vẫn nói sai như đỉa. Đến khi anh ta quay một vòng thì phát hiện sau lưng Tae-sik đầy hình xăm. Nhân viên đột nhiên mất đi khả năng nói chuyện, đổ mồ hôi lạnh và liên tục nấc cục. Sau đó Tae-sik lần lượt đi gặp các đàn em trước đây của mình, Sang-woo và Yang-ki. Hai người đã không còn là đàn em năm đó nữa, nhưng Tae-sik vẫn còn uy thế. Cả hai vẫn cung kính, nhưng trong lòng họ vô cùng kháng cự lại sự trở về của Tae-sik. Bởi vì họ không biết Tae-sik đã sửa chữa sai lầm trước đây, họ vô cùng lo lắng Tae-sik sẽ cướp đi quyền lợi trong tay mình. Yang-ki đa nghi còn sai người đi giám sát mọi hành động của Tae-sik, mà Tae-sik làm xong chuyện này đã trở về quán ăn. Sau khi Juya gặp Tae-sik thì vô cùng kích động, bà giữ chặt Tae-sik và ân cần hỏi han. Lúc ăn tối, bà liên tục nhét thức ăn vào miệng Tae-sik khiến con gái ruột Hiju không khỏi ghen tị, không rõ Tae-sik và mẹ rốt cuộc có mối quan hệ gì. Sau khi ăn xong, để bảo vệ địa vị gia đình của mình, Hiju còn ăn không nói có cảnh cáo Tae-sik đừng nghĩ đến việc tranh tình cảm với mình. Thế nhưng ngày hôm sau, cô ấm áp ném chìa khóa nhà cho Tae-sik và nở nụ cười ngọt ngào với anh. Sau đó Tae-sik đến cục cảnh sát địa phương, bởi vì anh đang trong thời gian tạm thà cần đến cục cảnh sát báo cáo định kỳ. Đón tiếp anh là bạn học của anh, cảnh sát Choi. Cảnh sát Choi thường bị Tae-sik bắt nạt khi đi học, anh ấy khuyên anh hãy rời khỏi thị trấn này. Anh ấy sợ Tae-sik trở về sẽ gây ra cơn bão đẫm máu cho thị trấn, nhưng Tae-sik bảo đảm mình đã cải tà quy chính rồi. Cảnh sát Choi thấy anh thành khẩn thì cũng không khuyên bảo nữa. Tae-sik rời khỏi cục cảnh sát lại tới bệnh viện, anh muốn xóa sạch hình xăm khắp người mình. Anh nghĩ rằng chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi năm tháng điên cuồng thời thiếu niên, nhưng hình xăm của anh vẫn khiến bệnh nhân và bác sĩ ở bệnh viện kinh ngạc. Bác sĩ nói với anh, xóa sạch hết hình xăm nhiều như vậy sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa không phải là xong trong một hai lần, chi phí cũng cao đến dọa người, anh ta cũng không dám bảo đảm hiệu quả. Sau đó Tae-sik bôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một công việc sửa chữa ở xưởng sửa chữa ô tô. Yang-ki nhận được tin tức thì không hiểu rốt cuộc Tae-sik đang có ý đồ gì, vừa xóa hình xăm vừa làm công nhân sửa chữa, lẽ nào thật sự sửa chữa lại chuyện trước kia sao? Người không dám tin chuyện này còn có cảnh sát Choi, vì thế anh còn đặc biệt đến thăm hỏi ông chủ của xưởng sửa chữa ô tô, nhưng ông chủ nói rằng Tae-sik đã thay đổi rồi, làm việc rất nghiêm túc, chịu được mệt nhọc, hơn nữa cũng không động vào rượu chè. Cảnh sát Choi không dám tin rằng Tae-sik hung hãn 10 năm trước lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Ở ngoài xưởng sửa chữa ô tô, cảnh sát Choi tận mắt thấy. Anh kể chuyện quá khứ của Tae-sik cho cảnh sát trẻ tuổi nghe. Cha mẹ của Tae-sik đã rời khỏi anh ấy vào nhiều năm trước. 10 năm trước, sau khi anh bị thôi học ở trường cấp 3 đã gây chuyện khắp nơi. Lúc đó, Choi Do-pin quản lý thị trấn này, nhưng chưa tới 2 năm, Tae-sik hoàn toàn chiếm đoạt địa bàn của Choi Do-pin bằng sự hung hãn của mình. Sang-woo và Yang-ki chính là đàn em đầu tiên của anh ấy. Để báo thù, Choi Do-pin đã đưa người đến chặn Tae-sik. Không ngờ Tae-sik uống rượu thì như chó điên, đánh nhau đến không cần mạng sống nữa. Sau một trận combat kịch liệt, kẻ hẹo người bị thương, Choi Do-pin bị Tae-sik cho đăng xuất ngoài ý muốn. Sau khi Sang-woo và Yang-ki đến nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mất hồn mất vía. Sau đó Tae-sik bị vào tù vì tội giết người. Sang-woo và Yang-ki vốn cho rằng có thể tiếp quản thị trấn. Kết quả một kẻ tên Biên Jin đã hợp tác với Cho Pan-su, vẫn còn là một tay ma cô khi đó, chiếm địa bàn của Tae-sik. Sang-woo và Yang-ki biết điều cũng gia nhập vào đó. Sau đó thế lực của Cho Pan-su bành trướng. Trong 10 năm, dựa vào sự tích lũy sơ khai của giới xã hội đen, Cho Pan-su dần dần minh oan, trở thành ủy viên của hội đồng thị trấn. Trắng đen đều ăn, đúng là một tay che trời trong thị trấn. Mà Biên Jin sôi hỏng bỏng không trở thành lái xe và tay sai đắc lực của Cho Pan-su. Một hôm Tae-sik đến trường học mà Hiju học để tìm bạn gái 10 năm trước. Lúc tan học tình cờ gặp Hiju, mà hiện tại bạn gái trước đây của Tae-sik đã trở thành giáo viên của trường học. Tae-sik ở trong tù từ chối sự thăm hỏi của bạn gái vì anh không muốn làm lỡ dở tương lai của cô ấy. Cho dù bạn gái không ghét bỏ, nhưng Tae-sik tự cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Anh tự tìm đến bạn gái là để vẽ dấu chấm hết cho tình cảm này. Sau đó Tae-sik và Hiju cùng nhau về nhà. Ai ngờ hai người cười nói, bị một tên côn đồ vẫn luôn ngấp nghé Hiju nhìn thấy hai người thân mật như vậy, liền bay người qua đạp Tae-sik ngã xuống đất và kéo vào công trường gần đó tận anh. Tae-sik đã thề không đánh nhau nữa, nên anh chỉ giơ tay lên phòng vệ, không đánh không chửi bới. Nhìn thấy Tae-sik bị đánh, Hiju bên cạnh bị người khác chặn lại, không có cách nào cả. Tên côn đồ vừa cảnh cáo Tae-sik tránh xa Hiju một chút, vừa bảo đồng bọn tiếp tục đánh. Kết quả áo của Tae-sik bị xé rách, lộ ra hình xăm đầy trên người. Điều này khiến bọn côn đồ ở đó hết hồn đứng yên tại chỗ. Tae-sik dẫn Hiju rời khỏi nơi này trong ánh mắt khiếp sợ của bọn côn đồ. Trải qua chuyện này, Hiju bắt đầu chấp nhận người anh trai Tae-sik này.
bên kia, Cho Pansu gần đây vô cùng phiền phức. Hắn quy hoạch khai phá một khu thương mại to, những đất xung quanh đều đã đàm phán xong hết rồi, chỉ có quán ăn hoa hướng dương của Zuya vẫn không thỏa hiệp, mà thậm chí Zuya tới thẳng văn phòng của hắn, nói chắc như đinh đóng cột rằng không bán quán ăn. Điều này khiến hạng mục luôn chậm trễ trong việc khai phá. Cho Pansu biết như này không được, liền tìm đàn em Sangmu và Yangki, bảo bọn họ nghĩ cách xử lý Zuya và hứa rằng ai xử lý được chuyện này sẽ giao cho người đó quản lý hộp đêm lớn nhất đang tu sửa của thị trấn. Sangmu và Yangki đều âm thầm tranh giành quyền quản lý hộp đêm, nhưng Yangki lúc này lại ăn nói ấm ớ chuyện này khó xử lý, bởi vì anh ta biết Tae-sik ở trong quán ăn đó, mà sở dĩ Sangmu không biết nên vội vàng nói rằng mình có thể làm. Dù sao trong mắt anh ta, Zuya và Hiju trông rất dễ bắt nạt. Ngày hôm sau, anh ta hừng hực khí thế dẫn người xông vào quán ăn hoa hướng dương, đánh đập lung tung, nhưng Tae-sik ở quán ăn đã ra tay ngăn chặn. Sau đó, Sangmu đi vào quán ăn và nhìn rõ gương mặt của Tae-sik thì lập tức hoảng sợ và cho tất cả thuộc hạ của mình dừng tay. Trước câu hỏi của Tae-sik, Sangmu liên tục lùi lại, ngập ngừng không nói nên lời. Tae-sik bóp chặt cổ anh ta, cảnh cáo anh ta một trận. Sangmu đã từng nhìn thấy sự độc ác của Tae-sik năm đó, lập tức dẫn người ra khỏi quán ăn. Sau khi trở về, Sangmu cũng nhận ra, chả trách Yangki không tranh giành với anh ta. Hóa ra anh ta đã biết Tae-sik ở quán ăn đó từ lâu rồi. Nhưng Yangki nói với anh ta, hai người phải hợp tác. Nếu Tae-sik muốn tiếp quản thị trấn, những ngày tháng của họ không vui vẻ gì cả. Dù sao nói thế nào thì hai người cũng đồng nghĩa như kẻ phản bội. Cho nên anh ta vẫn luôn sai người giám sát trong âm thầm. Tae-sik dần dần hòa nhập vào gia đình này. Sau khi nhận được tiền lương đầu tiên đã mua cho Zuya một đôi giày da tinh xảo, còn trao cho Zuya một cái ôm ấm áp. Anh cũng mua cho Hiju một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà cô luôn ao ước. Hiju vô cùng vui vẻ cầm máy ảnh chụp khắp nơi, mọi chuyện đều đẹp đẽ như vậy. Mà trong thời gian Tae-sik đi làm cũng không rảnh rỗi, anh vẫn luôn cố gắng học tập muốn thi đại học, bù đắp những tiếc nuối do tuổi trẻ và sự ngu dốt để lại. Lúc anh và Hiju cùng học, Tae-sik kể với Hiju về nguồn gốc của cuốn sổ kia. Năm đó, sau khi vào tù, Zuya thường đến thăm và cổ vũ anh, khiến Tae-sik thức tỉnh trước sự vô lý của năm đó, cũng cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có này. Cuốn sổ này là Zuya tặng anh. Tae-sik đã ghi chép những lời khuyên dành cho mình và tâm nguyện khi ra tù vào trong đó. Nó là chỗ dựa tinh thần của anh trong tù. Cho dù ngày hay đêm, lạnh hay nóng, Tae-sik không có gì để làm sẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra, đọc tâm nguyện trong đó, nhớ đến sự ấm áp của Zuya, thường xuyên cười khúc khích. Lúc Hiju đọc cuốn sổ thấy một điều ước dã ngoại trong đó, cô liền đóng cửa quán ăn và ba người cùng ra ngoại ô dã ngoại. Khoảng thời gian hạnh phúc khiến Tae-sik dường như đang sống trong mơ. Sau khi trở về, ba người còn chụp bức ảnh gia đình hạnh phúc, dáng vẻ Zuya còn kéo Tae-sik đến bên cạnh mình còn thân thiết hơn con ruột. Thế nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, tai họa ập đến với gia đình. Một hôm, Cho Pansu đi qua quán ăn hoa hướng dương thì phát hiện chỗ này vẫn còn, nên hắn đã tìm Sangmu và Yangki, lúc này mới biết chuyện của Tae-sik, mà hắn không coi trọng chuyện Tae-sik thất thế và ra lệnh hai người mạnh tay xử lý. Còn Biêng Jin chân thọt, 10 năm nay đã nhìn thấy sự bỉ ổi và độc ác của Cho Pansu rồi, vì thế anh ta tìm tới Tae-sik vừa mới tan làm. Anh ta bây giờ đã vứt bỏ ân oán năm đó, lần này đến là khuyên Tae-sik dẫn gia đình rời khỏi thị trấn này, bởi Cho Pansu sẽ ra tay với họ vì chuyện của quán ăn hoa hướng dương, mà cuộc gặp gỡ của hai người đã bị thuộc hạ của Yangki biết được. Sau khi Yangki biết tin này thì cảm thấy nguy hiểm, anh ta cho rằng Cho Pansu bảo Biêng Jin xử lý chuyện của quán ăn hoa hướng dương. Nếu thật sự như vậy, vậy quyền kinh doanh hộp đêm sẽ rơi vào tay Biêng Jin. Đây là chuyện mà Sangmu và Yangki không muốn nhìn thấy, vì thế hai người đưa ra quyết tâm hợp tác giải quyết chuyện hoa hướng dương trước. Đầu tiên, Sangmu nhân lúc Tae-sik đi làm đã đến quán ăn đập phá và uy hiếp hai mẹ con Zuya. Sau khi Tae-sik biết chuyện này đã tìm tới Cho Pansu, cảnh cáo hắn đừng ép mình ra tay. Cho Pansu chưa từng thấy sự hung hãn của Tae-sik, đương nhiên coi thường anh. Sau đó Yangki cấu kết với cảnh sát Choi, chiêu trò cụ thể là Yangki thuê một đám côn đồ nơi khác đến xưởng sửa chữa ô tô và đánh đập Tae-sik. Do Tae-sik vẫn đang trong thời gian tạm tha, chỉ cần Tae-sik ra tay đánh trả, vậy thì cảnh sát Choi sẽ lấy cớ anh vi phạm lệnh tạm tha, đưa Tae-sik trở về nhà tù. Nhưng từ đầu đến cuối, Tae-sik vẫn luôn lặng lẽ chịu đựng và không bị nắm được điểm yếu, khiến cảnh sát ở gần đó cũng không khỏi cảm thán Tae-sik thực sự thay đổi rồi. Buổi tối, tên côn đồ trước đây nghe được Tae-sik bị đánh thì cho rằng Tae-sik có tiếng mà không có miếng, liền đến quán ăn thách thức. Cậu ta còn nói ra bí mật mà chỉ có Hiju không biết, nhưng Zuya và Tae-sik vẫn luôn không muốn nhắc đến. Hóa ra Choi Do-pin mà Tae-sik giết chết năm đó chính là con trai của Zuya, anh ruột của Hiju. Năm đó Zuya vào tù chất vấn Tae-sik rốt cuộc con trai bà đã làm ra chuyện đáng chết gì, nhưng hối hận và hổ thẹn khiến Tae-sik khóc trong đau đớn, miệng liên tục thì thầm đó chỉ là ngoài ý muốn. Zuya chưa từng thấy có người khóc đến như vậy. Sau đó Zuya thường đến thăm Tae-sik, bà phát hiện Tae-sik không hề độc ác như vậy, chỉ là một phút bồng bột thôi, nên bắt đầu xóa bỏ thù hận và cổ vũ Tae-sik. Dần dần tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm, cuối cùng trở thành mẹ con. Mà Tae-sik giết chết con trai của bà nên vẫn luôn day dứt và áy náy trong lòng. Hiju biết được mọi chuyện đã tìm Tae-sik và nói với Tae-sik lúc anh trai chết cô vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ anh trai thường đánh đập mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ có ngày vui vẻ, nhưng sau khi Tae-sik đến, mẹ cô khác trước rồi, ngày nào cũng cười vui vẻ. Cô hy vọng Tae-sik có thể xóa bỏ nút thắt trong lòng. Họ đều cần Tae-sik. Một hôm, để bảo vệ gia đình an toàn, Zuya đã tìm tới Cho Pansu. Hóa ra, bà có quyển nhật ký của Choi Do-pin trong tay. Trong nhật ký có nhắc đến, năm đó là Cho Pansu bảo Choi Do-pin giết Tae-sik, hai con hổ đánh nhau, một chết một bị bắt. Cho Pansu ngồi không ngư ông đắc lợi. Zuya dùng chuyện xấu xa năm đó để uy hiếp Cho Pansu, bảo hắn đừng động vào người nhà và quán ăn của mình. Thế nhưng, Cho Pansu đã dấn thân vào giới chính trị, hơn nữa hạng mục khai phá buộc phải thực hiện, sao có thể chịu đựng sự uy hiếp của Zuya chứ? Sau khi hắn bảo Biêng Jin xác nhận cuốn nhật ký là thật thì dấy lên suy nghĩ muốn giết người
người. Sau khi Biêng Jin rời đi lập tức gọi điện cho Tae-sik và nhắc nhở rằng có nguy hiểm, nhưng cho dù như vậy, Hee-joo vẫn bị tên côn đồ cầm viên gạch đánh bị thương nặng. Nhìn Hee-joo hôn mê, Ju-ya cảm thấy vô cùng bất lực, vì thế bà không kiên trì nữa, định bán quán ăn đi, dọn ra khỏi nơi rắc rối này. Quán ăn có ý nghĩa đặc biệt với Ju-ya, năm đó bà một mình nuôi con trai con gái đều dựa vào quán ăn này, vì vậy mới không muốn rời đi. Hôm đó, Tae-sik theo ý của Ju-ya đã đến nói với Cho Pan-su, họ sẽ bán quán ăn đi, rời khỏi nơi này, nhưng Cho Pan-su không hề muốn buông tha Tae-sik, muốn cả nhà an toàn rời đi, buộc phải phế một tay của Tae-sik. Tae-sik vì gia đình nên đồng ý. Biêng Jin trông có vẻ máu lạnh nhưng lúc Tae-sik rời khỏi đã lặng lẽ nói với anh, gân tay của Tae-sik không bị đứt, chỉ là vết thương khá sâu mà thôi. Anh ta hy vọng Tae-sik có thể sống cuộc sống vui vẻ ở nơi khác, đừng bao giờ quay lại. Vốn chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng Cho Pan-su vẫn để ý đến tài liệu xấu của mình. Vì thế Tae-sik vừa rời đi, đã sai Yang-ki đột nhập vào nhà của Ju-ya, bóp cổ bà đến chết và lấy ngón tay Ju-ya ấn vào hợp đồng bán quán ăn. Sau đó ngụy tạo cái chết của Ju-ya thành treo cổ tự tử, cuối cùng tìm thấy cuốn nhật ký của Choi Do-pin và mang đi. Lúc Tae-sik trở về nhà chỉ thấy Ju-ya đã chết, điều này khiến Tae-sik vô cùng đau khổ. Sau tang lễ của Ju-ya, quán ăn cũng bị dỡ bỏ, nhưng lúc Tae-sik thu dọn đồ đạc lại nhìn thấy khuyên tai của Yang-ki trên sàn nhà, anh hiểu rằng mẹ anh không phải tự sát. Sau đó anh đến bệnh viện thăm Hee-joo bị thương nặng. Hee-joo cất lên từng tiếng anh khiến anh tan nát cõi lòng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, nhìn bức ảnh cả gia đình trên cửa sổ của studio ảnh, Tae-sik không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đêm đó anh lại lấy rượu ra uống, rượu khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của hai người, mẹ bị giết, em gái bị thương nặng. Anh nhớ đến đây thì nước mắt trực trào, cái tên chó điên, người nghe đến thôi cũng sợ hãi đã trở lại. Cùng lúc đó, đám người Cho Pan-su đang chúc mừng ở hộp đêm vừa sửa chữa xong, nhưng lúc này lại vang lên tiếng khóc không hợp hoàn cảnh. Tae-sik đau đớn và phẫn nộ xuất hiện trước mặt mọi người. Anh thả Biêng Jin vẫn luôn giúp đỡ mình ra ngoài, sau đó châm lửa đốt xăng dầu chặn ở cửa ra duy nhất. Hôm nay nơi đây sẽ biến thành địa ngục. Anh đánh ngang đánh dọc trong đám đông như một con dã thú vậy, dường như không có cảm giác đau đớn. Lúc này chỉ có giết người mới có thể cho anh chút an ủi. Hộp đêm tràn ngập tiếng giết chóc, sau một hồi đã yên tĩnh lại. Cả Sang-mu và Yang-ki toàn bộ đều chết trong tay của Tae-sik, chỉ còn lại Cho Pan-su không thể trốn thoát. Tae-sik ép hắn vào góc tường, từng gậy đập vào đầu hắn để hắn nhận được kết cục xứng đáng. Cuối cùng Tae-sik bị thương nặng ngồi trong biển lửa hừng hực. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh lại nhớ đến mẹ, có lẽ họ sẽ gặp nhau ở thiên đường. Nhiều năm sau, Hee-joo hoàn thành ước mơ đại học, cô cũng có một cuốn sổ nhỏ giống Tae-sik, trang đầu tiên là bức ảnh gia đình, mẹ và anh trai sẽ luôn sống mãi trong lòng cô. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo trên kênh.